động tầm khoảng 23.650 đồng, và bây giá mua vào người ta bán ra bây giờ là 27.000 à 23.750 đồng chứ. Đây, các siêu xe vừa đi hết rồi mọi người, vắng trống không còn. Phía trước xe Bến Thành khá là mù, hôm nay có bóng mây che rồi thì nó hơi tối một xíu. Hải xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn, mình đã quay trở lại với kênh của Hải, và hôm nay là ngày 11 tháng 7 2023, hiện tại bây giờ là 11 giờ trưa thì Hải đang có mặt tại con đường Lý Tự Trọng, hay có tên gọi khác là đường Gia Long. Hôm nay thì mời tất cả mọi người mình cùng đi dọc con đường Lý Tự Trọng về phía cửa bắc của chợ Bến Thành, cũng như là mình qua khu vực đổi tiền tại Mai Vân và Hà Tâm tại phía bên hông của chợ Bến Thành cùng với Hải nha. Ở đây có vẻ là con đường này để vậy là rất là nhộn nhịp về sáng hôm nay mọi người, vì dọc khu vực này là toàn là những nhà nghỉ khách sạn thôi, nhưng mà thấy cũng nhiều cái khách sạn đóng cửa cho thuê mặt bằng tương đối là nhiều tại đường này mọi người. Giống như bên này thì có khách sạn Trường Thịnh, thấy cho biển cho thuê lâu lắm rồi, và gần một năm nay đến bây giờ thì vẫn chưa có người thuê nha. Này khu vực này ở bên cạnh đấy thì cũng có một số văn phòng thôi, nhưng mà ít, là những khách sạn thôi. Bên này có khách sạn này cũng đang được cho thuê này. Có vẻ là năm nay khách sạn ngày du lịch có vẻ là kém, nên nhiều khách sạn thay đổi công năng lắm. Những chỗ này thì không, cái tòa nhà cũng đang khách sạn là thay đổi công năng, và chắc là chuyển thành văn phòng quá để cho thuê thì có vẻ là hay hơn. Đấy, còn ngay góc đường này Trương Định với Lý Tự Trọng thì có căn nhà cho thuê cũng lâu rồi, nhà hàng Nhật bây giờ thì trả mặt bằng mà cho thuê đến bây giờ còn chưa có người thuê nha. Giá thuê tương đối là cao, khoảng 1.1 tỷ một tháng, cọc 3 tháng liền. Ở khu vực này giờ kinh doanh cũng khó. Đối bên này thì mấy con khách sạn này mới vừa khai trương và sửa chữa lại, khai trương gọi là cũng có khách, mà đa phần khách nước ngoài thôi, chứ Việt kiều về thì Hải thấy cũng nhiều người không có điều kiện để thuê những khách sạn tại khu vực này, chỉ thuê những khách sạn trong hẻm thôi, vùng ven thôi. Bên này thì có cửa hàng thời trang 2 căn 3 căn 4 căn bên cạnh nhau, đến bây giờ vẫn chưa có người thuê luôn. Này đúng là Sài Gòn nắng hám hồ vậy, dã man luôn đấy. Đây, bây giờ mình cùng vào với đường Cục Khoa Huân nhé. Đường Cục Khoa Huân này thì Hải thấy lúc nào nó cũng nhộn nhịp ạ, từ sáng đến đêm thì khu vực này nó sẽ nhộn nhịp hơn rất là nhiều. Ở bên này thì có cái quán bar hôm bữa vừa cháy đấy, thì hôm nay thì đang tiến hành sửa chữa và nâng cấp lại này, mọi người có thể thấy này nóng quá thì cũng ít người qua lại. Ở đây là cái trước cửa bắc của chợ Bến Thành nha. Lượng khách tới chợ Bến Thành thì bây giờ thì có vẻ là đông và đều trở lại rồi sau đại dịch. Trước thì thấy có nhiều gian hàng sạp bán với sang sạp thì bây giờ thì cũng không có nữa. Đây, đây phía bắc của chợ Bến Thành nha. Cửa bắc của chợ Bến Thành. Bây giờ thì mình cũng đi tiếp tục đi nha. Dọc đến chỗ này là các gian hàng đã mở cửa hết rồi. Bây giờ mình cũng đã phía bên khu vực đối diện. Còn tương đối là nhiều. Và lượng khách tới rất là nhộn nhịp đấy mọi người. Đây là du khách nước ngoài, họ có cả xe đạp, thì giao luôn này, rất là đông, mình nhịp xe cộ động nhiều này thì mọi người biết là lượng khách tới rất là đông. Bây giờ mình cùng qua khu vực đối diện này. Thì hôm nay thì thấy lượng khách đối diện nó cũng tương đối là vắng, không có nhộn nhịp.
nhất là chỉ có dịp cuối tuần thì nó có một cửa hàng thì mình thấy nó sẽ nhộn nhịp đầu tiên tại khu vực này. Còn hiện tại giờ mọi người có thể nhìn thấy này, tương đối là vắng. Giờ giá quét đê tại hai cửa hàng này thì dao động tầm khoảng 23.650 đồng, và bây giờ giá mua vào người ta bán ra bây giờ là 23.750 đồng chứ. Đây, bây giờ mình cùng đi tiếp nhé. Khu vực này bán hàng rong, những cái gánh hàng rong rất là nhiều. Bây giờ thì mình cùng vào con đường Phạm Ngũ Lão và đi qua cây gì nhỉ, con cửa hàng showroom một xe của Phạm Công Khanh, cây super. Đây, con đường của An Ninh này thì chỉ có vẻ đêm thì nó nhộn nhịp, nhưng mà thực sự thì từ ngày mọi người thấy nó cũng nắng nên người đi lại cũng ít. Đêm thì lượng khách tới đây đi lại đây rất là đông. Bây giờ mình cùng vào với đường Lê Lai đi, vào đường Lê Lai sau đấy rồi để quay ra đường Phạm Ngũ Lão và đi về đường Trần Hưng Đạo để xem cửa hàng cà phê super như thế nào. Sau khi Phan Công Khanh bị tạm giam vì tội chiếm đoạt của lừa đảo. Công viên này cũng là một cái lá phổi xanh tại trung tâm Sài Gòn đó mọi người. Thì phía bên đấy tương đối là mát và dễ chịu. Khu vực này thì có chỗ cho mình đậu xe hơi cho tới xe Honda nha. Ở khu vực này thì cũng có một số khách sạn khá lớn, những khách sạn New World, khách sạn tương đối lớn đấy, nằm trên đường Lê Lai và đường Phạm Hồng Thái. Thì tùy mọi người có thể chọn đi hướng nào cũng được. Bây giờ mình cùng đi nha. Phải công nhận là hôm nay nắng thật. Đến 11 giờ dã man luôn đấy. Mình có 20 giây từ khu vực này đến mình có thể rẽ được vào đường Phạm Ngũ Lão này, như là đi qua cái chỗ cửa hàng của Phan Công Khanh. Hai thấy thì vẫn có nhân viên trực ở đấy, nhưng mà các siêu xe thì đã đưa đi hết rồi. Hôm bữa có đi qua nhưng mà hôm nay thì muốn ghé qua quay thực tế cho mọi người xem luôn. Mới khai trương ngày 6 tháng 8 này, thì tới ngày 10 tháng 7 thì đã bị tạm giữ hình sự rồi. Thì nhắc về Phan Công Khanh thì chắc trong giới siêu xe thì ai cũng biết. Đây, một dân buôn siêu xe lớn nhất tại Việt Nam với các những cái dòng xe rất là sang như là Rolls Royce, rồi Lamborghini, mấy con nói chung là những cái dòng xe sang đều qua tay của Phan Công Khanh hết. Nhưng mà đến bây giờ thì đã vỡ ra thì mới biết là nợ nhiều quá. Đúng, nhiều khi mình cứ xem ánh hào nhoáng bên ngoài đánh giá con người, nhưng đôi khi những người thầm lặng rất là nhiều tiền, nhưng mà đánh đại gia chơi siêu xe thì nhiều khi thì khó nói trước. Mình cùng qua đường Trần Hưng Đạo nha, Hưng Đạo với Phạm Ngũ Lão. Cửa hàng này là McDonald's.
Trần Hưng Đạo mọi người, rất là đẹp. Rất là nhiều người tập trung tại đây. Đây, các siêu xe vừa đi hết rồi mọi người. Vắng, trống, không còn. Đấy, dọn hết luôn, không còn thì còn thấy có mấy con xe Honda đến bây giờ thì trống hoác rồi. Đấy, giờ này ra đường thì hãy thấy là tương đối nhiều Grab nha. Rất là nhiều luôn, ngay cái chỗ nào mà tại Sài Gòn này không có những cái bóng cây mát mà thấy Grab rất là nhiều. Mà giờ này thì các cái nguồn thu nhập nó cũng đi xuống rất là, nhất là Grab nó giảm nó 5% luôn á. Nhiều người hay nói đùa mà thôi, nếu mà không chạy Grab thì không có việc về quê chân bò. Đây là đường Nguyễn Thái Học cho nhau để chạy đạo mọi người, đây một ngã tư rất là lớn. Bây giờ mình quay lại. Đây cửa khẩu Bến Cóc. Để lâu lâu mình gặp những xe cóc. Giá thì nó cũng rẻ thôi, giá tầm khoảng 30 ngàn một hộp đấy, 30 35 ngàn một hộp. Thế Sport không còn một chiếc siêu xe nào luôn. Chưa đầy một tháng sau khai trương. Đến tới khu vực này thì mọi người trời âm u lắm, tại phía trước Trần Bến Thành khá là âm u, hôm nay có bóng mây che rồi thì nó hơi tối một xíu. Thôi đến đây Hảo xin phép được dừng video clip ở đây nhá. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị các bạn đã đón xem đến cuối video, và chúc tất cả mọi người có một buổi tối an lành hạnh phúc bên gia đình ạ.